Xin chào các bạn đến với khóa học Docker cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì bữa nay là buổi thứ 12. Thì đây là cái buổi đầu tiên của cái chương thứ 3. Thì trong cái chương thứ 3 này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách mà quản lý cái Docker image. Thì trong cái buổi hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái khái niệm Docker image và cũng như là các cách để mà chúng ta làm việc và thao tác với lại Docker image. Thì bây giờ tôi sẽ đi bắt đầu trình bày cho các bạn này. Thì trước tiên thì tôi sẽ đi giới thiệu overview, tôi sẽ đi giới thiệu tổng quát cho các bạn về những cái nội dung mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu trong cái bài học này. Thì trong cái bài học này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái khái niệm Docker image. Rồi theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu các cách để mà chúng ta có thể tương tác hay là thao tác với lại các Docker image. Đó thì bây giờ tôi sẽ đi bắt đầu trình bày cho các bạn này. Thì đầu tiên thì tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về cái khái niệm Docker image. Thì về cái khái niệm mà Docker image thì ở cái buổi thứ hai là cái buổi về Docker architecture thì tôi cũng đã giải thích sơ cho các bạn các khái niệm như là Docker image rồi. Thì bây giờ tôi sẽ đi giải thích lại cho các bạn sâu hơn về cái khái niệm Docker image này. Thì Docker image thì nó là một cái file template mà có những cái chỉ dẫn để cho chúng ta tạo ra các Docker container. Thì các ứng dụng với lại các dependency hay là các phụ thuộc của các ứng dụng ấy, thì chúng ta thể đóng gói lại thành một cái image. Và cái image này thì nó là một cái template mà chúng ta sử dụng để mà tạo ra một cái container. Thì ở dưới này thì nó có một cái hình minh họa về cái Docker image. Thì Docker image thì nó có thể bao gồm nhiều cái layer. Thứ nhất là nó sẽ có một cái bay layer hay là cái bay image. Thì cái bay image này thì nó giống như là một cái layer liên quan đến OS, liên quan đến cái hệ hoành. Rồi theo thì chúng ta sẽ có cái layer như là layer về source code này, rồi các layer về các dependency. Đó thì đây là một cái hình minh họa về cái Docker image. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi trình bày cho các bạn về những cái thao tác mà chúng ta có thể thao tác với lại cái Docker image. Thì chúng ta có thể có một số cái hành động thao tác phổ biến với lại Docker image như sau. Thì đầu tiên là cái hành động tìm kiếm một cái Docker image. Rồi theo là cái hành động pull hay là download một cái Docker image về cái máy local này. Rồi theo là cái hành động là liệt kê danh sách các Docker image này. Rồi theo là cái hành động delete hay là xóa cái Docker image. Thì bây giờ tôi sẽ đi trình bày cho các bạn thao tác lần lượt những cái hành động này với lại cái Docker image. Đầu tiên là cái hành động tìm kiếm một cái Docker image. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn hành động này như sau. Thì để mà tìm kiếm một cái Docker image thì thường thường thì chúng ta sẽ đi tìm kiếm cái Docker image ở trên cái trang mặc định của thằng Docker là cái trang hub.docker.com. Thì ví dụ các bạn muốn sử dụng một cái Docker image có sẵn nào đó thì các bạn đi vô cái trang hub.docker.com này. Ví dụ như ở đây nó có cái phần tìm kiếm, thì chẳng hạn như là các bạn muốn tìm kiếm một cái Docker image gọi là MySQL chẳng hạn, thì các bạn vô cái ô tìm kiếm này và các bạn search là MySQL. Đó thì nó sẽ show ra cái Docker image liên quan đến cái công cụ database là MySQL đây này. Thì đây là một cái image MySQL có sẵn của thằng Docker nó cung cấp cho chúng ta. Đó thì đây là cái việc mà tìm kiếm một cái Docker image. Rồi theo là đến cái hành động thứ hai là cái hành động pull một cái Docker image. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn cái hành động thứ hai này như sau. Thì để mà tìm hiểu về cách mà pull một cái Docker image thì các bạn đi vô cái trang tài liệu của thằng Docker là cái trang doc.docker.com. Rồi theo thì các bạn đi vô cái phần menu reference này. Rồi theo thì các bạn đến cái phần CLI reference ở đây. Thì ở đây thì nó có một cái lệnh gọi là Docker pull này. Thì ở đây thì nó có mô tả và giải thích cho các bạn về cách sử dụng cái lệnh Docker pull để mà download một cái image từ một cái registry này. Thì ở trong cái buổi thứ năm á thì tôi cũng đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái lệnh Docker pull rồi. Rồi theo là cái hành động phổ biến thứ ba là cái hành động liệt kê danh sách các Docker image. Thì các bạn nếu mà muốn liệt kê ra danh sách các Docker image thì các bạn đến cái lệnh Docker image add ở đây này. Đó thì ở đây thì nó sẽ giải thích cho các bạn về cái cách sử dụng cái lệnh Docker image add hay là cái lệnh Docker image S để mà liệt kê danh sách các Docker image này. Thì chẳng hạn như là tôi sẽ đi mở cái terminal lên và tôi sẽ đi thực thi cái lệnh để mà liệt kê cái Docker image chẳng hạn. Thì tôi sẽ đi mở cái terminal lên này. Thì chẳng hạn như tôi muốn liệt kê danh sách các Docker image ở trên cái máy local của tôi chẳng hạn, thì tôi sẽ gõ lệnh Docker image S chẳng hạn. Đó thì hiện giờ thì ở trên cái máy của tôi á, thì hiện giờ thì nó đang có hai cái email như vậy.
hoặc là các bạn có thể dùng cái lệnh docker-ms chẳng hạn. Đó thì nó cũng liệt kê ra cái kết quả tương tự này. Rồi tiếp theo là cái hành động remove một cái docker-ms hay là delete hay là xóa một cái docker-ms. Thì bây giờ tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về cái lệnh này. Thì để mà xóa một cái docker-ms á thì các bạn thể đi vô cái phần docker-ms-rm này này. Thì các bạn thể sử dụng cái lệnh docker-ms-rm hoặc là cái lệnh docker-rmi này này để mà xóa một hoặc là nhiều cái docker-ms này. Thì các bạn thể vô đây đọc và tìm hiểu về cái lệnh này. Và các bạn có thể sử dụng thêm một số cái option là mấy cái tùy chọn như là chữ F chẳng hạn để mà fork cái việc delete chẳng hạn. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn là xóa các docker-ms ở trên cái máy của tôi chẳng hạn. Thì bây giờ tôi sẽ mở cái terminal lên này. Thì tôi sẽ có lệnh docker-rmi. Tôi theo là cái email của tôi. Thì tôi có thể truyền cái ID của cái email mà tôi muốn edit cho đây này. Thì chẳng hạn như tôi muốn xóa một cái docker-ms thì tôi sẽ truyền cái ID của cái docker-ms đó rồi như vậy. Còn nếu mà tôi muốn xóa nhiều cái docker-ms á thì tôi có thể truyền nhiều cái ID khác rồi đằng sau như vậy. Đó thì chẳng hạn như tôi sẽ đi xóa hai cái docker-ms là nginx và hello world này, thì tôi sẽ xóa hai cái docker-ms này đi. Rồi theo tôi sẽ nhấn enter này. Thì nó báo là cái email của tôi đang được sử dụng bởi một cái container nào đó. Thì chẳng hạn như tôi sẽ fork cái việc delete chẳng hạn. Thì tôi sẽ thêm cho nó cái tùy chọn là chữ F. Đó thì nó đã báo là nó đã xóa được cái docker-ms của tôi này. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra lại danh sách các docker-ms chẳng hạn. Thì tôi sẽ run cái lệnh docker-ms add chẳng hạn. Đó thì bây giờ thì các bạn thấy là bây giờ thì không còn có một cái docker-ms nào đó ở trên cái máy của tôi nữa rồi này. Đó thì như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cái khái niệm docker-ms và tôi cũng đã hướng dẫn cho các bạn làm một số cái thao tác phổ biến với lại docker-ms. Đó thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.